bà con có nhu cầu gì mà gửi hàng hóa đến đây nè bà con, hay là ở đâu còn được, nhưng mà tôi biết ở đây vì tôi cũng làm xe lửa ở đây mà, cho nên là tôi về hưu từ đây, cho nên tôi biết được, tôi nói với bà con, bà con có nhu cầu bà con gửi hàng hóa, bà con thấy cái bảng mà trạm dịch vụ vận tải chỗ đó mà, và đi nhích qua quẹo trái chí là có liền 4-5 chỗ dịch vụ, và đây dịch vụ nữa nè, mà dịch vụ là người ta kết hợp đấy thôi, người ta kết hợp để người ta giải quyết dịch vụ thôi bà con, đó, cho nên là bà con cứ đến gửi. Như chẳng hạn đi đâu mà gần bà con thuận tiện xe đò thì đi, còn đi thì như gửi ở đây cùng người ta cũng nhận hết á, đi nhận hết các ga mà như là Mương Máng, Tháp Chàm, Nha Trang, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quế, Đông Hà, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội là người ta cũng nhận hết bà con, nhưng mà ta kết hợp với những cái hàng hóa ở bên ngoài thôi, rồi gửi là giá cả cũng giá cả thị trường mà, giá cả thị trường cho nên ta nhận hết bà con à. Nhưng mà bà con đó, ở đây nó thuộc số 1 Nguyễn Thông thôi bà con, ngay số 1 Nguyễn Thông ngay trước mặt ga Sài Gòn, đúng là ga xe lửa Sài Gòn nhưng mà họ ghi chỉ có ga Sài Gòn thôi, số 1 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bà con cứ gửi, vì họ làm công tác dịch vụ mà, một nhóm người nào đó tụ họp lại, một số người nào đó tụ họp lại để làm thành công ty, lập thành cái tổ hợp của mình, làm thành cái riêng mình, bàn bạc ăn chia lời ăn lỗ chịu sao đó, cho nên là bà con cứ đến thoải mái. Còn ở cổng này đó, chỗ xe đứng cái quẹo như vậy là vô ga đó bà con, vô ga xe lửa Sài Gòn, còn cổng bên kia là lôi ra, nhưng mà rộng lắm cho nên người ta cứ để vậy bà con, người ta cứ để vậy chạy, tôi cũng đi vô đằng đó, đâu có đi đâu cho nên là không sao hết. Bà con có nhu cầu cứ đến gửi đi, bà con cứ có nhu cầu cứ đến gửi, đâu có việc gì đâu bà con, bà con gửi đó cũng được, không sao. Mà hàng hóa tiền bạc thì bà con cứ gọi là mặc cả đó, là giá cả thuận mưa vừa bán, thuận hay gửi không thuận thôi đi chỗ khác, vì đây nó nhiều mà bà con, nó nhiều lắm. Thì hồi tôi làm công tác tàu Sài Gòn là sơ tơ ba nha, Sài Gòn á là đại diện cho miền Nam, còn mà sơ tơ ba Đà Nẵng là trạm công tác ở tàu Đà Nẵng, ở ba chữ T mà, đang tàu Đà Nẵng đại diện cho miền Trung, còn công tác trên tàu trạm công tác trên tàu Hà Nội đại diện cho miền Bắc, cũng vận chuyển hàng hóa rồi giá cả thì lúc rồi mềm lúc rồi cứng tùy theo thị trường, thùng mua vừa bán mà trao đổi với nhau cũng được, bà con cứ giá cả chứ không sao, không đến không ngại đâu. Còn ở đây thì tôi chỉ biết là tôi nói với bà con vậy thôi, chứ còn không có giới thiệu quảng cáo ăn cò ăn tiết gì bà con à, nha. Bà con cứ đến gửi đi, đâu có gì đâu nha, bà con cứ gửi thoải mái. Đó đây là nói lại lần nữa bà con, ga xe lửa Sài Gòn số 1 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bà con có nhu cầu cứ đến gửi, bởi tôi biết vậy tôi nói vậy cho bà con thôi, chứ còn không có liên quan gì đến tôi, vì bà con theo dõi kênh tôi, coi kênh tôi thì tôi biết tôi cũng nói cho bà con, nhưng mà tôi bảo đảm cho bà con cái biết đó là đúng đó bà con, đúng không sai đâu. Chào bà con nhé, nào nào, chào chào, see you again.